Chào các bạn. Như vậy là ở trong các cái video trước thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể là download được cái phần mềm Zoom trên máy tính để tham gia vào học trực tuyến, và cách để chúng ta tạo một cái tài khoản Zoom và cách để chúng ta đăng nhập vào là như thế nào, rồi chuyển đổi cái ngôn ngữ trên Zoom sang tiếng Việt. Và tiếp theo ở trong cái bài học của ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể là tạo được một cái buổi meeting, một cái buổi đào tạo ngay lập tức, rồi lập lịch đào tạo, rồi cố định ID, rồi mật khẩu. Tôi trong cái video này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta tạo một cái buổi đào tạo ngay lập tức. Thì chúng ta sẽ vào cái phần mềm Zoom của chúng ta trên máy tính. Các bạn đăng nhập vào cái phần mềm Zoom nhé. Đây, cái phần mềm Zoom này là tôi đã chuyển sang ngôn ngữ là tiếng Việt rồi. Đúng nào? Vậy thì làm thế nào để ta có thể là tạo được một cái cuộc họp ngay lập tức, tức là tạo một cái buổi học trực tuyến. Thì chúng ta thấy ở đây bên này là có cái cuộc họp mới, phần bên này nha, có cái camera máy quay ở bên này đây. Cuộc họp mới thì chúng ta thấy có cái mũi tên ở đây, thì ta bấm vào cái mũi tên. Thì ở đây có trên cùng đây là bắt đầu với video. Nếu chúng ta tích vào đây thì khi mà mở cuộc họp lên thì chúng ta sẽ thấy được cái hình ảnh của chúng ta đang nói chuyện hay là đang làm việc trực tuyến ở trên này. Còn nếu chúng ta không muốn cái hình ảnh của ta thì ta có thể tắt đi. Đấy, thì ta thấy là có dấu gạch treo đây. Tuy nhiên thì ta nên để cái hình ảnh giảng dạy của ta trực tuyến ở trên này. Và ở dưới này là sử dụng ID cuộc họp cá nhân của tôi. Thì nếu như ta muốn cố định cái ID và mật khẩu của ta cùng một cái ID, cùng một cái mật khẩu xuyên suốt trong các cái quá trình dạy học của ta sau này thì ta sẽ tích vào đây. Đấy, ta sẽ tích vào cái ô dưới này. Và nếu không không muốn thì ta có thể là tắt đi. Ta sẽ sử dụng cái ID và cái mật khẩu ngẫu nhiên. Tức là cứ mỗi lần chúng ta tạo cuộc họp thì nó sẽ có một cái mật khẩu và các cái ID ngẫu nhiên để gửi cho học sinh của mình. Thì bây giờ ta tạo một cái cuộc họp với mật khẩu và ID ngẫu nhiên, ta tắt này đi nha. Ta sẽ bấm vào trên này thì chúng ta sẽ thấy được. Để chúng ta thấy là đang kết nối. Rồi, tham gia với âm thanh máy tính, chúng ta bấm vào trên này. Rồi chúng ta thấy là ở này lúc nãy là ta đây, bắt đầu với video thì ta thấy chỗ này đang có cái dấu gạch chéo ở cái phần camera ở góc phía trái. Thì ta bấm vào đây để hiện hình ảnh của ta lên. Tuy nhiên thì cái này là do tôi đang sử dụng cái webcam của máy tính để quay rồi, cho nên là nó đã chiếm mất cái quyền ưu tiên rồi, cho nên là ta sẽ không bật được. Còn nếu như các bạn làm bình thường thì ta vẫn bật được nhé. Đấy, còn cái này là tôi đã sử dụng một cái webcam của máy tính để quay lại cái buổi học này, cho nên là cái quyền ưu tiên là đã bị chiếm mất rồi, cho nên ta không thể bật trực tiếp được cả cái webcam trong này nữa. Đấy. Còn như các bạn thì các bạn chỉ việc bật cái webcam này lên thì các bạn sẽ thấy được cái hình ảnh của ta ở đây. Và ở đây là cái tiếng của chúng ta. Cái phần tiếng của chúng ta đang có hiện màu xanh lên như thế này, tức là khi ta nói thì các học viên của chúng ta, tức là học sinh của chúng ta sẽ nghe được tiếng của ta nói. Hoặc nếu như chúng ta không muốn học sinh của chúng ta nghe được tiếng của chúng ta thì chúng ta sẽ tắt tiếng đi bằng cách bấm vào đây. Thì nó sẽ hiện lên một cái dấu gạch chéo, thì khi mà ta nói thì mọi người sẽ không nghe được. Vì vậy mà ta có thể là bật tắt ở chỗ này, và cái webcam chúng ta cũng bật tắt ở ngay cái chỗ này nhé. Đấy, đấy là cái cách mà chúng ta có thể tạo ra một cái cuộc họp ngay lập tức. Và chúng ta để ý ở cái góc trên cùng phía bên trái của màn hình là chúng ta thấy có cái dấu mũi tên xuống cái biểu tượng cái khiên đằng bên này. Đấy, bên này là cái thông tin của cuộc họp, chúng ta bấm vào đây chúng ta sẽ thấy được đây là cái cuộc họp Zoom của Lê Lực. Đây, ID cuộc họp là chúng ta lấy ở đây, chúng ta sẽ copy cái ID cuộc họp và cái mật mã của chúng ta ở đây cho học viên của chúng ta, và học viên của chúng ta sẽ đăng nhập vào cái cuộc họp này bằng ID và mật khẩu ta gửi cho. Và đây là cái đường link của cái cuộc họp, chúng ta sẽ sao chép đường link này. Đây có chữ là sao chép liên kết, thì chúng ta sẽ sao chép cái link này chúng ta gửi cho học viên của chúng ta, thì những người học viên của chúng ta sẽ truy cập vào cái link này thay vì
bằng cái ID và mật khẩu trên đây thì cũng sẽ vào được cái cuộc họp của chúng ta. Đấy, có hai cái cách như thế. Đây, đây là cái thông tin cuộc họp chúng ta vào trên này để chúng ta lấy. Chúng ta copy toàn bộ các cái thông tin này để gửi cho học viên của mình. Và các cái thông tin ID với mật khẩu này là cái thông tin ID mật khẩu một cách ngẫu nhiên nhé. Tức là cứ mỗi lần chúng ta tạo cuộc họp thì nó sẽ có một cái sự thay đổi. Thì trong cái video sau thì tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách để chúng ta có thể cố định các cái ID cuộc họp và các cái mật khẩu một cách chuẩn nhất để luôn luôn giữ một cái mật khẩu cái ID không phải gửi nhiều lần. Đấy, chúng ta tắt cái phần này đi. Và như vậy là ở trong video này thì tôi sẽ đã hướng dẫn cho quý vị cách để chúng ta có thể là tạo được một cái cuộc họp ngay lập tức trên máy vi tính bằng cái phần mềm Zoom. Và bài học của chúng ta đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của tôi. Xin chào.